20 phút là gần rồi ha. Hello. Dạ. Bên này là 15 20 phút là gần rồi. Nè. Nhà của Nô hôm nay rất là nhộn nhịp. Có một dân vật đặc biệt từ Việt Nam qua đi hái chanh. Hái chanh hái cóc. Vui. Dạ. Vui quá xá là vui luôn. Thấy cây nhà lá vườn. Trời ơi, giáp cá ngon quá mời. Giáp cá với rau răm. Trời, tối nay về giật gà, giật vịt về làm cháo. Nói làm gỏi ăn tối. Hành lá nữa bác ba. Không chỉ con gà, giật chuồng gà đâu. Chưa. Sẵn mà mẹ không có đùi gà gì đâu. Bởi vậy. Không có con gà, nó giật ba giật thì chết rồi. Út Nga quậy quá nha. Út Nga rửa chân đi nha, rồi mới được vô trong nhà nha. Đi dép đất không nha. Có ba nghe mùi phân cá không? Không. À nghe có. Có, con bón phân á, nó nghe mùi phân cá. Biết bón phân nữa, ghê thì đâu có gì đâu, đổ xuống thôi chế nước. Mình ăn cá không? Không, có đó con phải mua ba. Nó bán phân cá. À, có bà tưởng là phân cá luôn. Được không? Đây nè, bác ba đang hái gì bác ba? Nha gấp cá, hồi qua chỉ chỗ bác ba hái rau thơm. Này là phải có chả giò hả bác ba? Qua rồi. Dạ. Có ra nhưng mà chút xíu. Dạ, ra chút xíu rồi đi vô. Ôi dạ. Nào. Cái nào? À, cái đó bí đỏ không? Cái chải trời nghe phân cá thơm á. Dạ. Phân cá đi rất thơm á. Rồi, xong. Xong. Rồi bác qua qua đây hái rau thơm nè. Hái bên đây ngon nữa, qua nó tươi nữa qua. Đó. Cắt thoải mái luôn. Cắt đại á, thích cây nào cắt cây đó. Mình cắt gì để nó mọc lên nữa. Dạ. Wow, quá ngon.